À, hiện tại á, là tại đây á, là cái hẻm 351 nè, sẹt 30 của đường Lê Đại Hành thuộc phường 11 quận 11 nha cô chú chị. Hướng này là mình đi ra một sẹt của đường hẻm 351 của đường Lê Đại Hành ha. Ở thì khu vực xung quanh đây cô chú chị. Ở khu vực dãy nhà cao tầng rất là nhiều. Nhà mình thì nằm trong cái con hẻm cực kỳ sung ha. Khu này là khu dân cư hiện hữu rồi. Ở nhà 2 lầu, 3 lầu đều có nha cô chú chị. Khu vực này thì xây dựng rất là cao tầng. Ở khu vực xung quanh đây, ở khu vực xung quanh cái hướng này á, là mình có thể đi ra cái đường Lê Thị Bạch Cát cũng được ha, và mình đi ra hẻm 351 của đường Lê Đại Hành cũng được. Ở đây thì gần ngay chỗ cái vòng xoay Lê Đại Hành nè, ở đường Bình Thới, Lê Đại Hành. Ở trường thì cũng gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đồ ở đây, thì khu vực ở đây thì gần rất là nhiều, và đặc biệt đó là gần đường 3 tháng 2 luôn ha. Đó, hướng này mình đi ra một tí thôi là mình sẽ cái hẻm này hẻm xe hơi, và khu vực này thì cũng đi xe hơi được nha cô chú anh chị. Còn cái hướng này là cái hẻm thông nè, hẻm này thì cũng là hẻm thông, hẻm này thì mình sẽ thông bên phải nha, mình đi thẳng ra đó mình sẽ thông bên phải bên trái đều cùng thông luôn nha. Thì ngôi nhà mà Nguyễn Hoàng sắp review cho cô chú anh chị mình đó là có cái tổng diện tích đất là lên tới 63 mét vuông đất lận cô chú anh chị. Hiện tại thì đang nằm ở trong cái con hẻm 351 sẹt 30 sạc 11 đường Lê Đại Hành ha, thuộc phường 11 quận 11. Ở đây thì gần ngay chỗ trung tâm luôn, rất là thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển ha. Nhà được cái là có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh cho cô chú anh chị mình sử dụng, phải nói là tuyệt vời. Ở khu vực xung quanh đây, đường xá thì nói chung là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Đó, hẻm này là hẻm sạch sẽ ha. Thì ngôi nhà của mình nó sẽ nằm ở trong cái con hẻm này. Thì con hẻm này là cái con hẻm ở bên trong này thì sẽ có khoảng 2 căn nhà ở bên trong, thì căn này là 1 căn và mình thì ở bên trong nữa nha, mình sẽ còn 1 căn ở bên trong nữa nha cô chú anh chị. Căn của mình là căn nằm ở bên trong của chú anh chị ha. Đó thì khu vực ở đây nè, mình đi vô là vô bên trong đó là vị trí ngôi nhà của mình, còn hướng vào đây là cái lối để mình đi ra nè. Ở đây là một mặt hẻm nha, cái hẻm này là mình đi ra là được một mặt nè, còn một mặt ở phía sau nữa. Nếu mà cô chú anh chị nào mình muốn đi mặt sau, mình vẫn có thể chỗ cái cửa ra, tại vì cửa đã chỗ sẵn rồi, mình có thể mình sử dụng được luôn ha. Đó, hẻm này một hẻm nè, này mình đi vô, nói chung là lót gạch đồ sạch sẽ hết cô chú anh chị, ốp gạch xung quanh tường hết nè. Ở cô chú anh chị mình thấy đẹp luôn đó, ốp xung quanh hết cực kỳ đẹp và láng luôn. Ở lối này mình đi vô là mình vô tới vị trí ngôi nhà của mình. Nhà mình thì kết cấu là một trệt một lầu nha cô chú anh chị, một trệt một lầu của chú anh chị ha. Đây nhà mình đây, hiện tại đang có cái địa chỉ nè, 351 nè, sạc 130 sạc 11B đường Lê Đại Hành thuộc phường 11 quận 11 nha cô chú anh chị. Đó thì khu vực xung quanh đây, nhà mình thì cái bề ngang ở khúc đầu này á, là 3m3 của chú anh chị ha, 3m3 bề ngang luôn, khúc đầu này là 3m3 nè. Ở đây thì có khoảng không gian sân nè, còn sau này cô chú anh chị mình về mình có thể làm một cái cánh cửa ở đây cũng được nè, cửa khu vực ở đây nè, mình làm mình rào lại luôn, sau đó mình để xe khu vực ở bên trong nhà này, ở bên trong khoảng không gian sân này luôn, rất là chắc chắn nha. Ở khu vực này thì cô chú anh chị mình yên tâm, ở quận 11 mà cô chú anh chị, ở khu này là khu hiện hữu rồi, khu dân trí cao, một trệt một lầu nha. Lầu 1 của nhà mình thì ban công có chỗ ra cho khoảng thêm 1m2 nữa cô chú anh chị. Rồi có cái lan can, lan can bằng sắt nè, bên này có xây dựng cho mình cô chú anh chị mình tấm tường nữa nè, ở máng xối nè. Rồi phía trước mặt tiền này thì chủ ốp gạch nha, gạch bóng kiến nha cô chú anh chị, với cái tông màu màu đen ốp xung quanh hết ha. Nhà mình thì chỉ có một cái lớp cửa 4 cánh thôi, đó là cửa sắt nha, cửa sắt 4 cánh, thì chủ chỉ có thiết kế một cái lớp cửa này thôi, một lớp cửa 4 cánh thôi. Hẻm trước nhà mình đi vô đây, mình đi vô đây là mình vô tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Đồ ở đây thì cô chú anh chị mình đậu khoảng có chừng là 4-5 chiếc xe là thoải mái luôn, khu vực khoảng không gian sân này luôn ha. Ở bề ngang của nhà mình đó là 3m3 nha cô chú anh chị. 3m3 mà vô bên trong nở hậu bự lắm cô chú anh chị nha, 3m3 nè, 3m3
và chiều dài tính từ cái phía này nè của chú anh chị. Và nếu mà trải dài vô tới bên trong cái tấm tường ở ngay chỗ cái cầu thang đó luôn á là 10,5 m nha. Chiều dài á, chiều dài ở khúc khúc phòng khách này nè là mình trải dài vô trong đó là 10,5 m. Thì vô bên trong đó thì sẽ nở hậu ra nha cô chú anh chị. Nở hậu ra là gần 5 m luôn cô chú anh chị nha. Gần 5 m nha. Cũng Hoàng xin nhắc lại là gần 5 m. Và chiều dài thì sẽ dài thêm là 3,3 m nữa. Đó, dài thêm 3,3 m nữa nha cô chú anh chị. Là chưa tính có khoảng không gian cái lối đi là chưa tính nha, chưa tính vô nha. Đó, dài thêm 3,3 m nữa ha. Đó, thì khu vực xung quanh đây. Ở bên này thì ấp gạch nè. Ấp gạch full lên tới trần luôn. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở bên trên nè cô chú anh chị mình thấy không? Chủ làm hệ thống đèn led âm nè. Ở trải dài xuống dưới luôn, rất là đẹp. Và rất là đều luôn. Khu vực bên này thì có cũng có ấp gạch nè, ấp gạch cũng cao ráo lên tới bên trên nè, đụng trần luôn nè. Rồi có cái đường đường dây điện nè cô chú anh chị, khu vực đường dây điện nè. Bên kia cũng vậy nè cô chú anh chị ha. Đó, khu vực xung quanh của nhà mình đây. Ở phòng khách này cực kỳ rộng luôn á. Cô chú anh chị nào mà mình về mình có thể làm ở đây một phòng khách nè. Ở bên dưới thì mình làm khoảng không gian khu vực bếp. Nói chung là rất là tiện ha. Nhà mình thì cách vài bước chân thôi cô chú anh chị mình ra hẻm xe hơi rồi. Thì xe hơi có thể vào đến tận cái đầu ngõ của nhà mình cũng được nha. Đó, diện tích cực kỳ lớn luôn. Ở diện so với cái diện tích này á, mà cô chú anh chị mình kìm cái căn nhà mà ở quận 11 mức giá mà dưới 5 tỷ mà được 63 m² là rất là khó nha cô chú anh chị, rất là khó luôn nha. Ở khu vực cầu thang đi lên nè, cầu thang này là cầu thang đúc kiên cố ha, cầu thang nhà mình là cầu thang đúc kiên cố. Tới đây là 10 m nè, tới đây là 10 m. Còn cái phần này á, trải dài vô tới bên trong kia là thêm 3,3 m nữa cô chú anh chị. Đó, thì cầu thang mình đi lên đây, cầu thang đúc bê tông cốt thép nè, bề mặt bằng đá hoa cương. Đó, tay vịn thì bằng sắt ha, để mình đi lên bên trên là lên trên lầu 1 của nhà mình. Đó, khoảng không gian nè rất là đẹp cô chú anh chị. Đó, gạch hai bên ốp cao ráo xung quanh. Ở bên trên hệ thống đèn, ở bên dưới là gạch bóng kính nha cô chú anh chị ha. Gạch này là gạch bóng kính cực kỳ đẹp luôn, và chủ cũng là làm hai cái bậc tân cấp ở khu vực này. Đó, sinh lão ha, sinh lão. Đó, hai bậc ha, sinh lão. Thì cũng có tạo cho mình là cái điểm nhấn nè, bên hai bên cây cột này là cũng làm cái điểm nhấn của chú anh chị. Rồi có để cho mình cái quạt treo tường ha. Đó, hiệu Senco. Đó, cùng mời cô chú anh chị mình tham quan khu vực ở bên trong nha. Ở đây là khoảng không gian mà Nguyễn Hoàng thể nói là tuyệt vời nè. Khu vực này là cô chú anh chị mình làm khoảng không gian bếp là cực kỳ tuyệt vời luôn. Và có thể làm thêm một phòng ngủ cho người lớn tuổi ở khu vực này. Rồi tặng cho mình là tủ lạnh luôn cô chú anh chị ha. Ở chủ tặng cho mình tủ lạnh luôn. Thì Nguyễn Hoàng hồi nãy cũng có nói cho cô chú anh chị mình là cái lối mà để mình đi ra cái bên ngoài á, ra cái hẻm sâu á. Thì đây là cái lối để mình đi ra hẻm sâu. Thì cái hẻm này thì cô chú anh chị mình có thể làm cái chỗ kho mình để đồ, hoặc là mình có thể mình dọn hết tất cả các cái này rồi mình có thể mình mở cái cửa đó ra để mình có thể di chuyển ha. Và hẻm phía sau là hẻm 3 m nha cô chú anh chị, hẻm phía sau 3 m. Hẻm đó thì cô chú anh chị mình đi xe ba gác vào được nha. Đó, mình ra phía sau là còn một cái hẻm nữa. Ở nhà mình là hai mặt hẻm luôn cô chú anh chị. Họ cực kỳ rộng luôn. Hướng này thì hướng tây, còn hướng trước nhà của mình nó là hướng đông nha. Nhà mình thì có hai cái hướng. Nhà mình thì có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng ha, mua bán kỹ công chứng sang tên lúc nào cũng được cô chú anh chị. Nhà mình nở hậu cô chú anh chị nha. Đó, nở hậu ra nha cô chú anh chị. Nhà mình nở hậu ra là gần 5 m nha. Đó, đoạn đầu của nhà mình thì chỉ có 3,3 m thôi, nhưng mà vô bên trong này là nhà mình nở hậu ra là gần 5 m nè. Gần 5 m nha cô chú anh chị. Cũng hay xin nhắc lại gần 5 m ha. Ở bên trên hệ thống đèn nè. Âm trần rất là đẹp.
Ở bên này cũng có để lại cho mình cái quạt hiệu Senco nữa nè. Ở khu vực xung quanh đó, tặng cho mình cái máy lạnh, cái tủ lạnh luôn nè. Đó, tủ lạnh Toshiba đời mới cô chú anh chị. Ở khu vực bếp đây đó, hệ thống tủ bếp trên dưới, bồn rửa chén, bề mặt bằng đá hoa cương, rồi có những cái ổ điện nè, cực kỳ tuyệt vời. Rồi có cái ống thông gió ở khu vực đằng kia luôn. Đó, thoáng nha cô chú anh chị. Ở cửa này cửa nhôm nè ha, nói chung là cửa này xài rất là bền. Còn cửa gỗ thì nhiều khi lại sợ mối mọt cô chú anh chị. Còn cái này thì khỏi lo mối mọt gì hết cô chú anh chị nha. Ở ghế thì có ghế đây, một bộ ghế sofa gồm hai ghế dài, một cái bàn và hai ghế nhỏ nha. Chủ để lại luôn nha cô chú anh chị. Rồi bên trong thì sẽ có khoảng không gian toilet và khu vực lavabo gương soi. Họ gạch ốp cao ráo đụng lên tới bên trên luôn. Ở bên trên, ở bên trong này có cái hộp ren luôn nè cô chú anh chị. Đó, hộp ren nè ha, hộp ren bên trong nè. Họ gạch thì ốp cao ráo hết, nói chung là chủ ốp gạch tuyệt vời đó cô chú anh chị. Ốp xung quanh cao ráo hết nên rất là đẹp luôn. Họ ốp xung quanh cao ráo lên tới đụng trần luôn ha. Với lại cái mẫu gạch này cũng là một cái mẫu gạch mới nha cô chú anh chị. Gạch này rất là mới ha, rất là đẹp. Ở lối này thì đi ra cái hẻm sau, còn lối này thì mình đi ra hẻm trước. Hẻm trước mình thì hướng đông nha, hẻm sau thì hướng tây. 63 mét vuông đất nha cô chú anh chị, 63 mét vuông đất lận cô chú anh chị nha. Đó, rồi lối này thì mình đi lên lầu 1 nè, giờ cũng Hoàng sẽ lên bên trên để review cho cô chú anh chị mình. Mức giá là 4 tỷ 980 triệu nha cô chú anh chị. Giá này thì vẫn còn thương lượng mạnh nha, vẫn còn thương lượng mạnh, Nguyễn Hoàng xin nhắc lại là vẫn còn thương lượng mạnh ha. Rồi lên bên trên là lầu 1 của ngôi nhà của mình. Nhà mình là sàn bê tông cốt thép luôn của chú anh chị. Ở lầu 1 có tổng cộng 4 phòng ngủ của chú anh chị nha, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Đây khu vực một phòng. Ở đây thì có một phòng nè, có khoảng không gian ô cửa sổ nè. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình cần cái công năng mình ở nhiều thì đừng nên bỏ qua căn này nha. Căn này thì công năng rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị mình ở là tuyệt vời luôn á. Ở cái cửa sổ nè, cửa sổ để mình lấy không khí từ bên ngoài vào nè. Ở một phòng này. Nói chung là phòng nào thì chủ cũng ốp gạch. Nói chung là chủ nhà thì được cái là ốp gạch full hết. Chịu khó ốp full hết luôn. Nên rất là sạch sẽ. Nhà mình có con nít hay chăn gì chăn rửa thì vẫn sạch sẽ nha. Ở đây thì một phòng nữa nè. Mà phòng này đặc biệt nha cô chú anh chị. Phòng này có toilet ở bên trong luôn nha. Ở toilet mình đi vô trong nè. Ở bên trên nè. Có đường dây điện cho mình sử dụng nè ha. Hai cái đường dây để có thể mình gắn quạt nè, hoặc là mình gắn cái tivi rồi cũng được nha. Đó, chỗ nào thì chủ cũng ốp gạch hết nha cô chú anh chị, ốp gạch xung quanh hết nên rất là sạch sẽ luôn. Ở khu vực bên trong toilet nữa nè. Ở một cái toilet để cô chú anh chị mình sử dụng nữa đây. Ở gạch thì ốp cao đáo luôn, rất là đẹp. Cửa thì hiện tại là đang xài là cửa nhôm nha cô chú anh chị. Cửa sổ này cửa nhôm nè. Đó, cửa nhôm nè ha. Đó, này là nhà trước cái mặt tiền ở phía trước nha cô chú anh chị. Mình là cái mặt tiền ở phía sau. Mình là sau đích cái nhà này. Ở đây khoảng không gian toilet nè. Rồi lavabo gương soi nè.
Họ có cái van nước cho chú anh chị mình luôn nè. Ở đây có một van nước nè. Ở lối này mình đi ra bên ngoài ha, ra bên này thì sẽ có một cái lối để mình đi ra một phòng và hai phòng ở bên ngoài, và một khoảng không gian toilet ở bên trong này nữa nè. Ở nhà đường cái là 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Ở gần ngay chỗ vòng xoay Lê Đại Hành nha cô chú chị. Thì cô chú anh chị nào mà mình đang xem kênh của Nguyễn Hoàng thì có thể cho Nguyễn Hoàng một lượt like và một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha. Để Nguyễn Hoàng sẽ tạo ra được nhiều cái video mới bất động sản giá tốt cho cô chú anh chị mình nha. Hoặc cô chú anh chị đang có bạn bè, người thân mình đang quan tâm cái bất động sản nào, mình có thể chia sẻ cái video này ha, giúp cho chủ nhà bán được nhà, cũng giúp cho người mua mua được cái căn nhà giá tốt nha cô chú anh chị. Nhà mình thì pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, hoàn công đủ một trệt một lầu nha cô chú anh chị. Tổng diện tích đất là 63 m² đất cô chú anh chị ha. Một cái diện tích khá là lớn luôn, với cái công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Đang có hướng chánh là thuộc hướng đông và mặt tiền phía sau thì sẽ là thuộc hướng tây nha. Nhà thì nhà mới vào ở ngay, mình không cần phải tân trang hay sửa chữa gì hết, được cái là chủ ấp cặp xung quanh hết, ấp xung quanh đụng trần hết cô chú anh chị. Nói chung là chỗ nào cô chú anh chị mình cũng thể sẽ thấy là chủ ấp gạch hết toàn bộ luôn, nên cực kỳ sạch sẽ. Nếu mà cô chú anh chị nào mình về mình ở khoảng cỡ chừng 3-4 năm gì, Nguyễn Hoàng nghĩ là gạch nó vẫn còn mới, tại vì mình có thể lau chùi được. Còn nếu mà mình sơn á, thì khoảng cỡ chừng là 1 năm là mình sẽ dơ nha. Còn riêng gạch cô chú anh chị mình ở một thời gian dài mình lau chùi là sạch sẽ hết nha cô chú anh chị, nó không có để lại cái vết ố ha cô chú anh chị ha. Rồi phía trước sẽ có khoảng không gian ban công để mình có thể mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ở ngoài đây cũng được nè. Hoặc là mình phơi đồ ở phía sau cái hẻm, phía sau á. Ở sau nó có một cái lối đó, cái lối đó thì cô chú anh chị mình có thể mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ha. Rồi phía ngoài này thì có lan can nè, lan can bằng sắt nè. Rồi bức tường xây lên ha, cao ráo. Ở xung quanh đây, lan can thì bằng sắt. Ở dưới là khoảng không gian sân nha cô chú anh chị, ở khu vực sân của nhà mình. Sân này của chú anh chị mình làm thêm cái cửa rào ở đây nữa nè, mình để 4-5 chiếc xe thoải mái luôn. Đó, ô cửa sổ nè, có khung bảo vệ nè, bên trên cửa thông gió nè, cửa ánh sáng. Trên đây cũng có cái công tắc tổng nè, công tắc trên lầu 1 nè của chú anh chị. Công tắc lầu 1 nè ha. Hiệu Seno nha quý anh chị, Seno nè. Ngang nhà mình là 3m3, dài vô là 10m5, là cái đoạn 3m3 dài vô 10m5 nha quý anh chị. Và còn một đoạn nữa, đó là nhà mình là nếu mà tổng luôn cái chiều dài á là 3m3 và dài vô là 14m nha cô chú anh chị. 14m cô chú anh chị ha. Dài vô 14m và nở hậu ra là 5m nha. Đó, tổng diện tích đất sử dụng là 63 m² đất nha cô chú anh chị. Đó. Kết cấu thì một trệt. Một lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh nha. Đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha. Nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng đầy đủ hết. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm ngôi nhà này có thể liên hệ với Hoàng để mình qua mình xem nhà, ưng ý thì mình gặp chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha, giúp cho chủ nhà bán được nhà, cũng giúp cho người mua mua được cái căn nhà giá tốt. Mức giá 4.980 tỷ nha cô chú anh chị, giá còn thương lượng mạnh ha, giá còn thương lượng mạnh nha cô chú anh chị ha. Ở phía trước mình và chủ ốp gạch cao ráo đụng trần luôn, rất là đẹp. Đó, ốp gạch cao ráo đụng trần xung quanh luôn của chú anh chị ha. Đó, ốp xung quanh đụng trần hết nè. Rồi Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.